Xin chào quý vị khán giả. Lần này Trường Thịnh tham gia bộ phim Vạn Dặm Nhân Sinh với vai diễn là Tâm. Một anh chàng rất là dễ thương, rất là nóng tính và khá là bốc đồng trong đại gia đình. Và Thịnh nghĩ đây là một nhân vật khá là thú vị. Và đặc biệt là nhân vật này tạo ra rất nhiều tình huống gây cấn cũng như là hấp dẫn trong suốt cả bộ phim. Thật ra khi nhận được lời mời tham gia bộ phim Vạn Dặm Nhân Sinh thì cái cảm xúc đầu tiên là Thịnh cảm thấy rất là vui và rất là hào hứng tại vì cái nhân vật lần này mình đảm nhận. Và hơn hết là được đóng chung với rất nhiều những diễn viên, những người bạn ở ngoài đời như là anh Thanh Bình, chị Thanh Trúc và đặc biệt là chú Thanh Nam nữa. Thật ra thì mỗi nhân vật mà Trường Thịnh đảm nhận đều có những cái nét riêng và bản thân Thịnh cũng khai thác khá nhiều cho từng nhân vật. Riêng nhân vật Tâm trong bộ phim Vài Dặm Nhân Sinh thì Trường Thịnh cảm thấy nhân vật này tuy bề ngoài có vẻ là một người nóng giận, hấp tấp và khá là bốc đồng trong tất cả những chuyện trong gia đình. Nhưng mà ở sâu thẳm bên trong, anh chàng này là một người tốt. Và vì hoàn cảnh gia đình cũng như là cái sự nuông chiều của người mẹ, cho nên là anh Tâm này mới đi sống một cách vô minh, khá là lạc hướng trong cách cư xử hành động với tất cả những thành viên trong gia đình. Thì tôi thấy đây là một nhân vật cũng như là một cái tiếp người trong xã hội, trong gia đình mà ở đâu chúng ta cũng có thể thấy được. Và tôi nghĩ là cái nhân vật này sẽ mang đến cho khán giả một cái thông điệp, đó là tất cả chúng ta dù có làm bất kỳ điều gì sai, thất bại ở bất kỳ nơi đâu trong xã hội này, tuy nhiên gia đình vẫn là một cái điểm tựa rất là vững chãi cho tất cả chúng ta khi mà tìm về. Thật ra thì ở ngoài đời và trong phim thì có một cái điểm tương đồng là Thịnh là một người khá thẳng tính, cũng như là đôi khi cũng có một chút gì đó khá trẻ con. Thịnh nghĩ là như vậy. Thích hay là không thích, chắc Thịnh xin thích hết đi. Tại vì cái nhân vật mình đảm nhận thì mình cảm thấy rất là yêu nhân vật. Cho nên là tất cả những cái nét của nhân vật Tâm này cũng như là trong suốt cả bộ phim Thịnh rất là thích và luôn cảm thấy hào hứng để diễn đạt cái nhân vật này trong phim. Phải nói là tất cả những diễn viên mà bạn vừa nhắc tới thì trong suốt quá trình làm việc, không chỉ làm việc mà ở ngoài đời, đều là những người mà Thịnh cảm thấy rất là trân quý và rất là cảm thấy rất là vui, rất là hạnh phúc khi được làm việc chung. Tại vì tất cả đều là gọi là cha chú, đàn anh, đàn chị. Và trong quá trình làm phim thì bản thân Thịnh, một diễn viên trẻ, cảm thấy được hỗ trợ rất nhiều từ diễn xuất cho tới lời thoại. Cho nên gửi một lời biết ơn to lớn đến tất cả những cô chú anh chị mà em vừa nhắc tới. Phải nói trong bộ phim Vài Dặm Nhân Sinh thì có rất là nhiều kỷ niệm vui, kể hoài cũng không hết. Nhưng mà xin nói về không khí đi ha, thì bộ phim Vài Dặm Nhân Sinh có những cái mâu thuẫn rất là lớn và cái mâu thuẫn nó diễn ra liên tục trong suốt bộ phim. Cho nên là những cái mâu thuẫn, những cuộc cãi vã nó xảy ra và xảy ra gọi là cái xung đột rất là lớn, rất là mạnh mẽ. Cho nên mỗi lần tất cả những diễn viên mà quay chung với nhau á, phải dồn tất cả những năng lượng vào cái phân đoạn đó. Và khi xả vai ra thì ai cũng mệt đừ hết. Nhưng mà bù lại thì cái phân đoạn hoàn thành tốt và tất cả mọi người, tất cả ekip đều cảm thấy rất là thỏa mãn và rất là vui. Lần này Thịnh vào vai Tâm trong bộ phim Vài Dặm Nhân Sinh. Và rất mong là tất cả quý vị khán giả ủng hộ cho vai Tâm cũng như là tất cả những diễn viên trong bộ phim Vạn Dặm Nhân Sinh lần này. Và Thịnh tin rằng bộ phim Vạn Dặm Nhân Sinh sẽ là một câu chuyện đẹp về gia đình dành cho tất cả chúng ta. Thịnh xin cảm ơn rất là nhiều.